Therapy là phương pháp trị bệnh, còn cái Vina là Việt Nam. Thì trong đó có nói là nói cái câu chó thì anh để là thuốc men cần chi, thì thầy nói vậy không có được, cho nên thầy sửa lại, thầy để là an vui đời ta. Các bạn thấy thì cái con cái chữ đó là thầy sửa, các bạn thấy nghe được không? Bởi vì mình không nên coi thường thuốc, thuốc có đôi khi người ta cũng cần, bây giờ vẫn còn tồn tại thuốc, lúc nào mới tồn tại, nhưng mà có điều là mình thêm một liệu pháp nữa là không dùng thuốc hoặc là hạn chế dùng thuốc. Chứ vì nói thuốc men cần chi là hơi quá khích, hiểu không? Cho nên thầy sửa lại là an vui đời ta. Bạn thấy gì? Đưa tay. Tốt hơn chứ bây giờ mình nói tự nhiên mình phủi, hồi xưa mình cũng dùng thuốc á, mình coi thường người ta quá, đó là cái nó phải có những cái gì mà thì mình ngồi nó bị dằn á, là nó hài hòa mà nó khiêm tốn, nó dằn là nó luôn làm như vậy. Nhưng mà cái bài ca đó nó hùng tráng, bài ca đó thì đặt tên là bài ca Dương, tức là nó hùng tráng ha của người đàn ông, còn cái kia là chỉ kia phụ nữ, nhưng mà chỉ viết bài thoại rất hay, cái lần mở đầu á quá hay luôn. Rồi cái lời ca cũng quá hay, cái giọng, cái bài ca cũng quá giọng âm đó mà nó sâu lắng, thành ra thầy và anh rõ hơn sau đó anh có sáng tác bài ca gọi là Qua Vina Therapy, tức là kỷ niệm ngày 26 tháng 3, là ngày mà thầy 1980 á, là thầy đã khai sinh ra cái diện trận, cho nên anh muốn làm bài ca đó để mà kỷ niệm lúc 83, thì là mình anh sẽ cho hát bài đó. Bài ngồi đúng cái ghế ngay cái bánh xe nó dằn quá trời. Thì như thế thì bây giờ cái trường phái diện trận của mình đó là có đủ 2 bài ca. Thì thế rất mừng mà cái đó là người ta tự nhiên người ta làm, nên nó rất là xúc động. Bởi vì hồi đó thầy có nhờ anh bạn thầy là anh Thuyền Công Sơn á, anh sáng tác dùm cho thầy một cái bài ca diện trận, thì anh làm mãi không có ra. Tại vì anh không có cảm nhận được, anh có cái bệnh mừng lớp này anh đâu có làm được. Bây giờ anh nhạc sĩ rất nổi tiếng, rất hay, nhưng mà nói anh kêu ông làm cho thương bài này, ông nói để coi coi, mà ông không có sức động thì ông không làm được. Thì rốt cuộc anh nhạc sĩ bình thường thôi, người ta làm mà bây giờ bài này người ta ai cũng thích, mà thêm bài Vị Trí Đạo rồi quá hay, cho nên là mình cũng đỡ. Các bạn nên biết là không phải là ai mà cũng có bài ca như thế đâu, như Bến Tre có bài ca lâu lắm, Minh Hải cũng có bài ca lâu lắm mới có bài ca hay về cái gì. Và cái mà cô Dung nãy có nhắc đây là cái thương hiệu Việt Nam đó, thì mình hiện nay đó là mình kiếm cái thương hiệu mà thí dụ nhắc tới Việt Nam là cái gì, nhắc tới Bulgari thì bạn biết gì không, là hoa hồng tinh dầu hoa hồng. Nhắc tới Pháp là Chanel, là gì nước hoa dầu thơm, là thời trang gì đó, đó là khắp nơi. Thế thì dịch cho mấy cô đọc nghe do it just like for you, okay. Talk about the song, the music, you know, two songs. The recently is one of my students, he met in 1986, very long time. He talked about my client's event and Yixing therapy will widespread in the world. Then this is the proud, we proud of the Vietnam, Vietnamese people. It is like a trademark, you know, of Vietnam. Diễn chẳng hiện trademark. Yeah, two song. He made two song. One and the other is for souvenir memory in the death 26 March. 1980, the other song, he made the two. Food therapy, you know. And the auto gymnastic meditation. Yes. So, total Vin Y Đạo. And Diễn Chấn is one of them. Yes. So, I give the name Diễn Chấn is Yin. Vì đã ở Yin song, and Diễn Chấn Ca is Yang song. You listen it. The sound is Yang and Yin different. And both are wonderful. Yes.
thì nói như thế. Bây giờ nó để đi cái đường nó dài thì các bạn đây mình đi xuống dưới khoảng 2 tiếng tới khoảng 11 giờ mình mới đến. Tại vì mình ghé ăn ở Mekong khoảng mất khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa. Thế thì trên đường đi nó dài đó, mấy bạn ai có cái gì hay đó, bài ca hoặc là nói chuyện vui, ai kể chuyện nghiêm chẳng gì đó, là mình lên đây mình nói giống như mấy đợt trước vậy thôi. Cái đợt này xe cũng khá đông, rất là vui. Có đợt có những đợt là có 20 người hay mấy người, có đợt 4 mấy người như thế này thì cái lớp thì cho nên là các bạn cứ lên nói chuyện đi cho nó cho nó vui không khí, cho nó ai ai muốn kể chuyện gì cũng được đó. Rồi vô tay đi. Lên đi các bạn, lên đi ông trưởng lớp rồi mà ngồi mà không thấy nói năng gì. Trưởng lớp ngủ rồi, trưởng lớp ngủ mất tiêu. Buổi sáng này thầy 3 giờ mấy thầy thức dậy á? Dạ đúng rồi, 3 giờ mấy á, cũng 3 giờ mấy á. Dạ. Dạ. Thầy nên lên nói chuyện gì vui đi, kể chuyện chú Lâm cũng được nữa. Quay hàng đây, đây này, quay này đó, hay này, quay hàng, quay không? Quay phim đi, vui ơi, quay phim vui ơi. Lên mà. Xin chào, quý vị. Người đẹp, người đẹp. Xin chào cả lớp ạ. Vỗ tay. Hôm nay mọi người chưa mở hàng, em mở hàng đầu tiên. Em sẽ kể một câu chuyện này. Nếu ai không cười, em tên Mai Thu. Nếu ai mà không cười, vâng, nếu ai không cười tí nữa không cho ăn sáng. Đồng yêu ạ. Có một anh rất là tốt bụng, tên là em quên mất tên rồi, anh làm diện trần, thế là anh cứu giúp được rất nhiều người đến khi anh chết đi được lên thiên đàng. Lúc này thiên lôi bảo là anh ngó nghiêng cái gì đấy vào đi, anh lại cứ ngó nghiêng mãi không dám vào. Thế bảo là anh ngó gì, bảo thôi thiên lôi ơi cho tôi ngó thêm một chút nữa đi. Thế tự nhiên anh ngó ngay anh chạy xuống luôn. Anh bảo là thôi, tôi xin với thiên lôi, tôi không lên thiên đàng nữa đâu. Tại sao không lên thiên đàng? Không, tôi không lên thiên đàng nữa đâu, thôi thiên lôi cho tôi xuống địa ngục đi. Đố về nhà vì sao? Nhớ dần dần. Không phải đâu, bình thường là anh này đã sợ vợ rồi. Thì bà vợ cũng làm diện trần, bà lại cũng được lên thiên đàng. Thế là khi anh lên anh nhìn thấy bà vợ anh sợ quá. Anh bảo thôi cho con xuống địa ngục, con có bà mặc dầu con chấp nhận chứ không người chung bà đâu. Nó bảo không, bây giờ bà làm diện trần rồi, bà tốt bụng rồi. Bảo thật ạ, con không tin. Bảo thật mà, bây giờ bà có tình thương rồi, cứ yên tâm đi. Thế là anh liều mình vào. Thế là anh gặp, thế bà cười bắt anh thôi, hết sợ luôn. Hay không ạ? Hay. Kể chuyện miếng tạ muối luôn kìa rồi đi. Vòng tay lớn mai để nối sơn hà, mặt đất bao la anh em ta về gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rộng, bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam. Cờ nối gió đêm vui nối ngày, dòng mô nối con tim đồng loại, từng tình người trong ngày mới, thành phố nối xuân xa vời vời, người chết nối linh thiêng vào đời, và nụ cười nối trên môi. Tờ Bắc vô Nam nối liền nắm tay, ta đi vòng tay nước mây đi hết nuôi đời. Vừa thác treo leo tay ta tơ bèo, từ quê nghèo lên phố lớn năm tay nỗi buồn miền say dòng gấm vươn tròn một vòng Việt Nam, biển xanh sông gấm nối liền một vòng Việt Nam. Nghe mà thấy rồi, cảm ơn rất nhiều. Thấy không, đi nè, vậy thì từng tới ga rồi ok nha, my voice ok. Bây giờ bài gì đâu có thuộc bài gì đâu. Bài này tình ca hoàng nguyện, nhưng mà phải chắc chấp lời thầy, bây giờ thầy không thuộc đó. Bài tình ca hoàng nguyện mấy năm sau người Bắc cũng biết mà. Khi hát lên tiếng ca, khi hát lên tiếng ca của người gì đây em, người yêu phương xa, người phương xa chập trùng xa xa, xa qua bóng mây che mờ quê ta, tiếng ca đời đời chung thuế thiết tha.
nghe tiếng ca xua kẻ thù đi mau, dầm tắt chiến tranh đẫm máu, đập tan bao nhiêu đau khổ và chia ly, giữ lấy đức tin bền vững em ơi, giữ lấy trái tim đời sống yêu đời là một bài tình ca của đôi lứa ta dâng ra bao người. Ông Dương Ký Công, ông ăn nghe đây, nghe thiếu một điều nữa. Ông Dương Ký Công cộng với 6 dùng phản chiếu. This is the secret of my voice. It's the Yin Yang Chi Kong and Six Zone. Combine, you know? Yin Yang Chi Kong, the Yin Yang practice every day. And after we Six Zone. Because this is here, you know, really. Đây ca này. Nãy gì điện thâu em? Mày nãy gì điện thâu? Đâu có tối đâu. Chị vừa lên hát đây người đẹp. Lớp phỏ người đẹp lên hát đi. Dạ đề nghị mấy bạn khác đi, mấy bạn trẻ trẻ lên hát tiếp đi ạ. Mấy người khác đi lên đi giọng lẹ để mấy người ông già đó hoài. Mấy người trẻ đâu rồi? Mấy người trẻ đâu? Mấy người trẻ đâu? Này này thấy thầy bằng áo đỏ đẹp không? Không thấy mà. Thầy bằng áo đỏ không đụng hàng, áo này ở Hội An đấy. Lúc đi về với đoàn của Tây Ban Nha đấy. Đặt là một ngày nó mai xong á. Áo này là cái áo mọc cờ. Và cái áo này áo lụa và cái chiếc gì đó. Mấy năm rồi đó. Từ năm 2009 tới bây giờ. Áo này mà bạn chụp hình với thầy là mấy bạn thua rồi. Áo này làm nhiều áo rồi. Phải không? Lỗ quá. Xuống gì đâu, xuống không? Bây giờ ai nói chuyện Tiểu Lâm đi chứ. Hả? Nãy giờ đâu hả Dung ạ? Dạ dạ. Tôi bắt record không? Sợ thấy có ai đi hay. Thì kể cho nghe nha, muốn kể chuyện Tiểu Lâm không? Dạ. Em bấm record lại Dung. Dạ, đang bấm hả? À. Bây giờ thầy nói chuyện Tiểu Lâm nghe nha. Để coi nhớ cái gì nè. Kim Dung đi thôi. Đâu ai Kim Dung gì, chuyện Tiểu Lâm cho mấy bà. Mấy bà nghe chơi. Phải nhớ nhớ là cái đó nó hai ba chuyện đó. Hai ba chuyện nè. À, cái chuyện này với quê đi về quê mình nói chuyện Tiểu Lâm nha. Quê nói chuyện Tiểu Lâm mới vui. Này Trí không ngồi đây chơi chút dịch cho mấy cô này nghe nè. Ở dưới quê đó hồi xưa cách đây khoảng chắc cũng 50-60 năm lận. Không có toilet. Cho nên mà hãy này nói bồ bác các bạn đó nha. Xong ghê rồi á. Xong cái rồi người ta đi tiểu ngoài mấy cô nói chuyện đồ kia đó thì đi ra ngoài hè tiểu thôi. Ra ngoài hè tiểu thôi thì là tiểu xong mà trúng trong cái hang đó thì có con nhái. Nóng quá không biết sao nó nhảy một cái bốc trúng vô cái chỗ nào không biết mà. Quá bữa nào cái cô nó cũng ra cô đái hoài à. Đái hoài. Nó mà đái đi con nhái nó chịu không có nổi. Nó mới đi dọn nhà đi chỗ khác. Thì thấy cái hàng nó trống thì con cống nó nhảy vô, thấy hàng trống nó vô. Vô bả thì không biết là nó đổi chỗ con nhái đi rồi. Còn cống thì đái nó thì cống nó chậm. Nó không phải như con nhái nó nhảy. Ra nó cứ nhìn mắt nó vô mắt nó ngó hoài đái mà nó ngó hoài bả đấy. Vô đi cống. Mà con cống con vô. Mà tức quá. Kêu hoài không được. Mà nói mẹ. Cái mặt mụn không mà cũng làm vách nữa. Cái kia nó biết là cái nhà đó là đám cưới. Mà đám cưới về hai chồng này ấy đời tối rồi ngủ cò.
thế là đợi ngủ nó đào vô, nó đi vô cấp độ gì đó thì nó bên sông có cái sông nó đổ qua sông. Thế thì hai chồng mà cứ ngủ hỉ hoài mà nó rình thì nó thấy rằng là cái thằng kia nó thương con vợ nó mà nó nói của em thêm thơm như muối mít. Mà nó nhìn vô nó nói cái đó mà thơm cái gì, mà nó nói là của em thơm như muối mít. Nó tò mò quá, tức quá, mà lâu lắm nó ngủ nó tức ghê. Nhưng mà lúc của hai chồng cũng ngủ, buổi xong nó đào vô á, nó đào vô thì lấy đồ thì con vợ thì hai chồng tức nghe nằm trên đó bận quần áo gì thì nó tiếc á, nó lấy đồ ra tính ra rồi mà đụng nó lại nó tiếc coi sao mà thơm, nó lại nó sờ của chim của mẹ, cái mẹ nó thức dậy không la trộm cái bắt đầu anh chạy lại đưa ra ngoài, nhưng mà anh chưa kịp hửi cho nên anh lộ qua xong đó, anh lộ qua xong một ngón tay anh giơ lên nhấc viên chuyện giơ lên giơ lên nó lộ qua xong giơ một tay giơ lộ một tay giơ lên đi qua bên kia mới kịp hửi để hửi một cái ở đâu vậy mà không thơm như mít. Ôi bác thấy bà quá. Người đàn bà là thế nào? Cái gì vậy? À đi chuẩn bị luôn, chuẩn bị luôn. Mà em phải nói tiếng Nam mặn nha, đừng có nói nó biết gì mình ý có không? Rồi câu chuyện thứ ba nha, khác nhau giữa người đàn bà và chiếc xe đạp là như thế nào, đúng không bạn biết á? Khác nhau giữa người đàn bà và chiếc xe đạp. Cười quá. Không nhớ phải không? Không biết phải không? Chiếc xe đạp là người ta bơm rồi người ta lên cởi, còn là bà người ta cởi rồi người ta muốn bơm. Để những cái chuyện không? Em đâu? Em thù kem mà nghe nó cười quá. Vậy em thù kem à? Đi nó mấy gì cơ? Bảo đảm ai cũng có mặt ở trong này hết rồi. Cho đầy đủ mặt hết luôn đi thầy. Để điệp danh. Hồi đó con vô đây chữa tay này, cái hộp này vô đây đang chữa cái lớp tay nước nó chảy ra được. Ở đi kiếm đồ quặng thấy mẹ luôn. Bây giờ mình đi đến xong rồi đi nha. Để làm cho
được không? Được rồi, đưa tiếp coi. Rồi nha. Vô đi bạn ơi, vô đi bạn ơi. Vô đi, đứng lâu quá. Đứng lại, đứng vô hết đi, đứng chụp một nước mà. Đó, tất cả chụp hình đi. Xe mình chụp hình đi. Em đứng chị Nga, chị Nga. Em cần lấy trên á. Rồi, tất cả lớp mình đi chụp hình. Vô đi, vô đi, vô đi. Mày ơi, là chụp hình. Đúng rồi. À, em đi quay Dung ơi. Em đưa cái máy cho ông em quay luôn. Dạ. Máy luôn đi luôn quay gì. Mắt quay này rồi làm sao quay hai cái được. Sao mà thấy cái cột đó, sao mà coi thấy đường hút cá gì? Chưa làm biết lắm, đau rồi chứ mà làm biết à, thì nào đau dữ. Nhỏ chụp cũng dữ luôn. Giọng nó tiêu quá. Ê, anh bớt phút như thế rồi á. Cứ để đi con với nó. Đó như chuyện đó xong xong. Đây đây đây. Rồi trời trời đứng đây cho chụp. Đây đây đây. Chụp dao đi, thu chụp cái này nha Tú. Đó lên chụp đi cháu. Biết rồi em, biết rồi em. Thu chụp rồi hả Tú? Thu chụp rồi hả? Thank you. Thôi rồi. Quay đâu rồi? Go, go.
chơi gì á. Nè đi, nè đi. Ừ, đâu quá. Rồi xong, rồi xong đi, đây, đây. Đây nè, cái nhà này. Cái nhà đẹp lắm này, nhà của chú đẹp lắm nè. Đây nè, đứng đây. Ngồi giữa, ngồi trước đẹp. Minh Hoa đi, chụp cho. Mấy ông già kia có đông mông á, tới cho cái đây ngày mai tới vẽ quá tròn trời đỉnh vô lấy mấy nhà đó, có lấy mấy nhà chừng nào mình quất lên đây mà tao không khỏi thì mình nó làm cái khác quất khỏi thôi chứ vô tháp đồ là mình cứ quất cái đó trước, cái nào dễ thầy dạy à. Thầy dễ dạy cái nào dễ là quất trước. Thu ơi, đứng đây lên cái này khác như này khác lâu quá rồi, dễ là làm rồi. Không ngon hàng, ngon hàng xuống đây là đứng ngon hàng em mưa thầy rồi, ngồi ngồi đi nhỏ đây. Đúng em ơi, vô đi tôi chụp đi vô coi. Đấy đấy đấy. Anh khoái rồi anh em à. Mày thấp hơn rồi. Mày thấp hơn nữa mày. Thấp đó, con đục mà người Việt Nam đục ngon á. Vô vô vô. Vô hết đi đi về chụp cái này. Có cây không? Có cây không? Rồi đó. À rồi ok. Dạ. Đây nha. Đây hoa và lá. Dạ, đi chưa? Đó, ok. Đã không? Vô luôn, vô luôn. Đó. Cái này là sao dùng phải chiếu nó lại. Ê, ê, chụp đi, mày trắng rồi, mấy trắng rồi thôi. Mấy trắng rồi thôi. Làm đi. Mấy trắng rồi thôi. Đây, 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 đây. Lại, 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 lại. Quên. One, two, three. Ô, đứng giữa đi thôi, đừng đứng lên. Đứng, đứng. Chị ngồi đây nè. Chụp ảnh xấu. Ngồi đi. Trời ơi, cảnh nó làm đẹp thêm con người mà. Sao không? Ngồi coi chừng cảnh lặn lộn dưới nha. Bạn vô không? Các bạn vô không? Vô rồi, rồi tôi quay rồi ông, rồi ông ra ông quay tôi. Đi đi. Được chưa? Rồi xong. Qua đây, qua đây, em ơi đi đi. Vô đi, vô ơi, vô ơi. Ai cũng có mặt hết. Cá này, cá này. Cá này. Cá này. Cá này. Cá này. Cá này. Cá ô, đừng cá tài tử đâu vậy? Lo nhìn, lo nhìn máy quay phim về bị dấp. Đúng rồi. Tổ công này á. Bây giờ ngồi đây ngồi ngon. Đợi mình nhìn xuống còn quá chậm. Cái gì mình đi mà. Ngồi ngồi đây. Em bây giờ lớn tuổi ngồi đây. Bây giờ lớn tuổi ngồi đây. Người có tuổi ưu tiên người có tuổi. Lớn tuổi ngồi đây.
trên, còn nít đôi ngồi qua bên, còn con có râu ngồi bằng trên, cái con mèo nó chạy ngang nó cũng có râu à, bên bên, mà nó phải đứng ở dưới tưng quá, kiềm, bút, có râu lên trên ngồi, còn mở điện, ghế quay lại nhé, ai kia nhau gọi bà ai kia. Em đứng gần đây nói chuyện, đứng gần gần này quay thì nói chuyện chút rồi. Đúng quay không? À, đi đi để nói về em gì cho ta biết. Ngồi đây mình nói rồi. Mấy người lớn tuổi ngồi đây đi. Cái ai phụ trách công buồn ở chụp hình không? Công đâu? Thì đứng đây mà chụp hết mấy người có mặt này ở đây chụp mé này, mé chỗ thầy chụp đây vậy. Chụp hết có đủ mặt hình. Thì thầy nói cho nghe đi rồi tranh thủ mình thắp hương đi xong mình ra phòng mổ sau, làm xong rồi mình đi ra ngoài kia mình đi ăn chơi nha. Em quay đi. Ở đây là nhà của ba thầy thì cũng mất rồi. Còn nhà của thầy hồi xưa đó, bà nội thầy là cái nhà cái ở phía trước mà bây giờ nó còn cái nền đúng không ạ? Còn nền đúng không ạ? Ở phía trước, kế bờ sông, phía trước là bờ sông. Ở phía là gì? Nhà hồi xưa đó, bây giờ em rồi. Thì hôm qua thầy cũng mất rồi. Trước bà chị có tất cho hôm qua thầy đi. Thì khi thầy mà nhà thầy ở là ở trên Sài Gòn năm 19 tuổi phải ở nhà bị ông nội thầy mất sớm. Ông nội thầy là lúc bây giờ là dân nho của cái làng này làm hương lễ, tức là giống như bộ giáo dục á. Ông cả đó thì là cũng bà con là trưởng tập họ Bùi là ông cả. Thì dòng họ thầy là người mà đi bắt đầu đi vào Nam đó là coi như là làm trưởng cái thăm thiên giác, thăm thiên giác của triều đình mới làm người chọn đi Kim Lăng, người mà chọn để mà để đất cho vua Thủ Đức ai làm tổ này chọn, mà ông nói rằng sẽ thưởng được 11 lần đúng gì tới đâu có nạn hết. Ông tổ thầy nó rất nổi tiếng về địa lý này với lại về tử vi rồi, nói chung là làm thăm thiên giác mà. Và ông tổ thầy họ Bùi thì người họ Bùi ở Đức Thanh Hóa, và Đức Thanh Hóa theo vua Lê Thánh Tôn đi Bình Chinh và tới Quảng Nam thì dừng ở đó, và ông tổ thầy là cũng ở theo vua Lê mà đóng ở Di Phú Di Xuyên á, thì là ông tổ thầy người Quảng Nam đó. Mà tới như gốc xa nữa là Thanh Hóa đi vào đây, rồi sau đó vì cái giặc chì vôi đó, giặc chè vôi đó, thì là muốn mà phản loạn thì hình như có người nào học trò gì đó dính líu với cái đảng chèn vôi đó, thì do đó bị vua phạt không có chém đầu, cho đem nguyên tài sản gia đình vợ con đi vào Nam mà không cho ở Huế nữa. Thì vào Nam thì đi đến cái Sơn là gần ở đây nè, cái này cũng đất Vĩnh Long, thấy nơi đó đất tốt quá thì mới ở đó, và mới là có tiền này kia thì mới mua ruộng mua đất, và ở đó bây giờ cúng kiện thì vẫn đọc tên của ông tổ này đó. Thì thế thì sau đó con của ông tổ nó mới đi mua đất này, mua đất từ ngoài ở ngoài đầu cầu này, cầu này vô dài tới ngoài đình là phân lô hết, là chia mỗi người con đó, thì là một mảnh đất. Thì chỗ này thầy là dòng thứ tư, còn ông cả thì chúng thầy đi sẽ dẫn đi tới nhà ông cả là được kìa. Thì tới ông mất lâu rồi, bên này là thứ năm thì cũng bán cho người ta rồi, chỉ bên thứ tư là nhà thầy của đất Trung Hòa này, đất Trung Hòa là đất mà đất vườn hết. Đi sau là phần mộ. Em dịch cho mấy người nghe. Tức là dòng dõi thầy này, dòng dõi của nhà nho học. Ông nội thầy rất giỏi chi nho. Thì ông đi đâu rồi xưa ông đi chặt đất cho nên là một người xét á, bị một thằng cảnh giết lúc bà ông còn lúc ba thầy 7 tuổi. Do đó rồi sao rồi thầy ba thầy đi dẫn về theo. Đó rồi đó mới nhờ thầy xin nghiệp. Thì dòng họ thì nhiều người cũng là quan rồi kia. Bên kia là gia đình Phạm Hùng là hai thủ tướng, ông Phạm Hùng với Nguyễn Lộc hồi xưa. Ra khỏi đây thì có ông Trần Văn Hương đó, nhà Hương đó. Cái mẫn xa nữa lấy nhang đi, lấy nhang vô đốt đi. À, thờ Thủ Nguyễn Đạo Pháp, tức là ông Trần Đại Nghĩa đó, thì qua làng này luôn. Đại Nghĩa thì sanh ra mình nhưng mà về hồi nhỏ lên đây hả? Tức là làng đến rất nhiều. Khi xưa đó ông địa lý tạo thì nói rằng lên đầu cầu này nhìn nè, và nói rằng là cái chỗ này là hầm rồng, cho nên sẽ xuất phát những người làm rất lớn ở đây và nhân tài đây. Đi qua bên kia kìa. Ngày xưa là địa lý tạo đã coi rồi, họ đứng ở cầu nào coi rồi. Đúng như vậy nè. Cái nơi này quý tụ vị bên kia hai thủ tướng, bên đây có thầy nè. Mà chỗ cầu đó.
Tất nhiên bây giờ ta ăn hết rồi. Thì cái cửa hàng này hồi xưa nổi tiếng lắm. Bây giờ xưa lòng ăn rau dâm bụng suốt kể từ đây mà sớm mà đừng. Ai mà đi ngang cái làng này đều khen hết. Mà nấu ăn giỏi, bên cô thì nấu ăn giỏi. Và ông Gà Khánh này là trưởng tộc thì chơi kiểu với đồ cổ á. Đúng là coi thì mình không có được. Tại vì có bà cô bà lớn tuổi bà thích mà. Mấy năm trước bà cho bà hợp nghiệp bà lớn tuổi. Thì nhà đồ cổ nhiều lúc nó sợ đúng đồ cổ. Cứ đồ mà chín mấy tuổi rồi. Đó thì đại khái thì nói như vậy để bạn biết. Thì cái ở đây đã trăm năm. Ở cái làng này trăm năm. Nên ai về đây cũng thích. Tiếc là cái thầy sẽ tính làm cái nhà phía trước chỗ cái nền này nè. Bữa đó cất ra để tiếp học trò xuống có chỗ. Đây là chỗ bà chị. Thì trước mình đang từ trong cái phần của thầy là ở đó. Thầy sẽ làm một cái bảo tàng. Tuổi
anh ăn thì là nó bồ ăn củ kết ăn cái món chín mới là 80 tuổi. Ông ốm yếu lắm, ba thầy ốm yếu lắm, quay được như thầy đó, ba thầy. Ông biết làm cái gì không, ông có biết. Đứng bên kia, đứng bên kia cho chụp hình núi đẹp thôi. Nhưng mà cái vào nó khó lắm cha. Ba thầy đấy hả thầy? À, ba thầy, ba thầy. Thế nào bây giờ đứng thắp hương đi, thắp hương đi, đưa nhang cho. Đang đốt rồi thầy. Thì xong rồi mình đứng chụp lên cái rồi mình đi lại đằng kia. Cho thấy mặt chút đó, quay lại. quay lại. Đúng rồi, xong đưa ra mỗi người cây đi cắm hết đi nha. Đâu đưa thầy cây rồi chia nhau đi cắm hết rồi mấy nơi đi. Đây đó biết sao có lớp. Yo voy a la pianta y banana. Xình tới đây nè, xình non nha, thì tới chừng nước nó dâng lên tới đây thì thấy nguy quá nè, nó dâng tới hai anh em chết là chết chắc, mà mấy đứa nhỏ đứng lên nó cười đeo hoa, nó thấy mình rút lên được nó cứ cười mà nhỏ không biết gì, thì thầy nghĩ rằng nếu mà thôi mà hai đứa thì phải để đứa sống, thì muốn cứu em thầy để em thầy sống, thì ráng hết sức thì đẩy nó mạnh thì mạnh vô là thì nhờ vậy mà mình theo luôn, chứ còn nó một mình hai anh em không đứa nào rút chân được, mà nó lên tới nước lên tới đây là thấy vô đây là tiêu được. Xấu thiệt á. Để thấy anh đẹp không? Có cụ này đó, đẹp hẳn á. Không, để thầy nói cho nghe. Qua đó thầy mới rút cái kinh nghiệm là mình nói một câu đó, giúp người chính là giúp mình. Mà thương người chính là thương mình là bài học từ nhỏ. Thầy suy nghĩ ra. Vỗ tay, vỗ tay. Giúp thầy. Giúp em thầy giúp mình đó. Thì từ đó rút ra kinh nghiệm cho đời sống mình á, thầy nói câu là giúp người chính là giúp mình. Thương người chính là thương mình. Là bài học từ thở bé thơ đã rút ra kinh nghiệm. Đời sống thầy á vì người khác. Còn đây là xin nói giới thiệu nhà trưởng tộc. Nặng quá. Cái cây tre mà thầy trồng ở nhà thầy á là mình ảnh từ cây tre này. Hồi nhỏ đó thầy thấy cây tre này thầy mê lắm. Cái chừng lớn lên thầy phải mua tre thế này thì trồng. Mà nhà thầy có cái đặc biệt mọi bạn biết em quay đi. Có đặc biệt mà mấy bạn thấy không? Bụi tre bông này nhưng mà ra tre xanh. Giống vậy. Thấy không? Ở đó nhà thầy em nhớ không? Nhà thầy tự nhiên có cái tre xanh mà gốc thì gốc tre bông mà ra tre xanh.
thì cái đó rất là phát. Lộc phát, lộc phát. Cái lộc phát, phải không? Mà nó mạnh ơi là mạnh. Bây giờ đi đây để qua đứng trước cửa này chụp nha. Bây giờ thứ nhất chụp cái ba tre này đi. Em canh lên chụp đi. Dũng đi đứng vào luôn đi chụp cho. Tôi khác vô đang đi nắng lắm. Xanh đỏ tím vàng. Lẹ lẹ đi rồi. Rồi, 1 2 3. Người yên nào. Lẹ đồ toán nào vô nó đi vậy năng lên rồi. Rồi nha. Rồi, bấm đi. Đang quay phim ra sao đây? Đang quay phim đó. Trời, quay phim này. Còn dùm tới dùm luôn chi nữa. Rồi, đóng lại đi. Đóng lại. Rồi. Đố biết ai đẹp trai nhất? Rồi, đi. Người nào đó đi em ơi. Công ơi. Sớn. Đứng này, em đứng giữa sang này. Em đứng giữa trời đẹp. Đứng méo. Rồi. Quay qua đây này. Thank you.
mà đẹp nữa chứ. Đẹp quá, đẹp quá. Ờ, ở đâu mà đẹp dữ vậy? Thầm chụp chung tắm luôn. Đẹp, đẹp, đẹp quá đẹp. Người miền Tây đẹp quá. Đúng là mẫu thiệt đó chứ. Để tôi lên trước nha. Lên trước tôi quay nha. Rồi, cứ thẳng lên. Anh lên đứng gần gần em chụp tôi trang tài, tao cũng tài. Chụp trước thì anh quay. Anh chụp hả? Chụp trước cái em đó, trước tấm đi. Chụp hả? Đó. Không thì bà con cứ lên thì quay chứ. Chụp không quay rồi, quay rồi. Quay rồi, quay rồi. Đứng lên. Đây. Cái nút nhỏ trên đó đúng không? Chụp nút nhỏ trên đúng không? Vâng, cái này. Đây chụp toàn cảnh luôn. Ê, mình đi ra. Ở ba đường ngoài nó sáng quá. Dạo kia là 24, 45, 46 rồi chứ. Tính là cái lịch của mình nó cũng bỏ có tính kia 45 rồi đúng không thầy? Dạo là xong là năm về mấy lần rồi. Về cũng nhiều à, không biết à, chắc cũng 5-6 lần rồi. Không nhiều mấy nhưng mà không nhiều. Nhưng mà mỗi lần về mình ít khác, về 10 ngày vậy đó. Mình không có quan trọng của ta nó ở trên đó. Hai dễ gặp nó tới. Mấy em xếp vào bên kia. Mấy mấy này cháu gà không em? Em lắc có ca bài chiếc áo bà ba cho mấy ngày được không? Có yêu cầu ca được không? Không có yêu cầu, không có ca gì ở đây. Chị ca đâu? Làm luôn bia ấy. Người ta nói với cô câu như đầu cánh chứ ai thích em nhường. Bồ câu tóc. Mời một cái đây. Nhưng mà phải có cái chân thì nó mới không bị rung tay. Không có giữ chân rồi con thấy rồi đen. Không giữ người ta. Qua đi bác ơi, anh đưa đi chơi. Ghê vậy. Ghê nè, thấy chưa, thấy chưa, chết chàng hết đi, thấy chưa, ơi dù ghê vậy, thấy chưa, lợi hại, lợi hại, chưa hết nữa hả, chưa hết nó mới tới đây hả, còn chút nữa, phải giữ dần đó, giữ chứ bộ, phải siêu chung mà, phải chưa được vậy, không, ghê trời, chết đó rồi thấy, rõ rồi, cái này nếu mà có cái chân á thì là mình nó không bị rung, phải zoom xa mà zoom xa là phải có chân. Mà chưa hết á. Vào con chân này nữa. Trời nó như gần. Bây giờ mấy cái chân này là mờ liền. Chưa tới nghe, chưa tới nghe mà tại vì nó bị rung tay rồi đó. Để
nếu mà mình có cái điểm tựa đó là nó thấy rõ hơn. Bây giờ rõ nét chưa? Sát bên luôn thấy không? Bốn mươi tám ít. Đó, 48 ít là hết rồi đó. Nhìn ra không thấy luôn ha, mà tới thì gần thấy rõ luôn ha. Không đứng 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 đằng sau, đứng đứng đằng sau được. Được. Mấy này bao nhiêu trước? Mấy này có 5-6 triệu. Nó rẻ chứ mày. Bây giờ nó rẻ rồi, hồi đó 8 triệu. Thấy không? Thấy rõ không? Thấy không? 5 triệu cho một con nhất định. Cái này là chụp lén là ngon lành luôn á nha. Rớt cái kỳ đó tôi đi lên cái đỉnh núi gì ở Đà Nẵng á, có cái tượng Phật Bà Quan Âm á. Là anh chưa, thầy nói làm sao?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.